Everybody, welcome to Health VKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game kiếm hiệp phiên bản mới. Game có 3 lát nhân vật nha các bạn ơi. Có 2 lam và 2 áo lộn, 1 lam và 2 lữ ha. Đây, nhân vật nam phá quân ha. Gì phá quân định càng khôn nguy đạo trảm nhật nguyệt đó. Rồi nhân vật nữ ở đây chúng ta sẽ có yêu nguyệt ẩm phong gì à? phong gì đây không biết, bà mẹ nó bỏ qua đi. Rồi nhân vật thứ ba đó là lung linh, một em cái này nghĩ là chắc support quá. Đây là theo dạng chibi ha. Đó, chúng ta có 3 lát nhân vật. Nhưng mà thường thì các bạn biết theo chơi nhân vật nào là đáng. Ok, vô luôn nè ha. Đó, trời ơi, đơn giản như đang giỡn luôn các bạn ơi. Ok. Rồi, đó, cho nó chạy nhiệm vụ đầu game ha. Ok nè, đó. Ồ, mượt các bạn ơi, mượt. Ui, chắc hôm nay tao đổi nhà mạng nên là nó mượt nè. Đó, hôm nay vô mượt rước luôn. Đó, trời ơi, mỗi lần vô là còn phải là lực sực mà nay vô mượt nha. Đó, nhìn nè. Ok. Đó, bay lượn rồi luôn á. Game này đồ họa 3D nha các bạn ơi. Đây, chứ không phải mấy game dạng 2D, 2D rưỡi gì đâu ha. Đó, kéo nè ha. Đó, phóng xa ra nè. Đó, toàn cảnh trận đánh nè. Đó. Rồi zoom rần lên nè, đó, quay lên trước nhìn mặt nữa nè, đó, trời ơi, vi diệu, giờ game giờ nó sướng vậy các bạn, đó, game giờ cái chơi là cái chúng ta có thể chơi mấy game mà 3D, thôi nhìn mặt mấy con nè, ôi mấy con quái luôn nè, đó, trời ơi, ngày xưa nhớ mấy con Võ Lâm đồ các bạn nhớ không, chơi PC đồ á, trời ơi, mấy ngày xưa chơi game giờ, đẹp chưa nó tuyệt chiêu các bạn, xây 360 độ nè ha, đó vẫn thấy được tuyệt chiêu nha, skill đồ kỹ năng đẹp chưa đó. Ok mà mới có chiêu 1 thôi nha. Rồi thôi nhìn nói cũng đã rồi, bây giờ đến với thông tin server cái nha. Đầu vô là chưa có gì nha các bạn ơi. Đấy, một trang giấy trắng nó có quà đồ này nọ thôi. Ủa cái gì đây, quà là cái giống gì, khoan từ từ đợi tí, quà là cái giống ôn gì đây dùng. Ủa có gì trong này, màu xanh á. Ok, đến với thông tin server cái nè. Đây, chúng ta sẽ có Hiên Tử Kiếm chơi trên mọi thiết bị, khai mở server S26 vào 11 giờ ngày 11 tháng 9. À, rồi, link tải Hiên Tử Kiếm .vn có tân hữu, gồm có tân hữu máy chủ mới Hiên Tử Kiếm, tặng VIP 8, tặng thời trang, cộng kim nguyên bảo, nhóm Zalo game nè ha. Đây, đua top, sự kiện đua top lực chiến top 1, phần thưởng là 100.000 kim nguyên bảo hường, 200.000 kim nguyên bảo khóa, dương tiễn chân hồn 500, bảo thạch tinh hoa cấp 40x5. Đó, quá trời luôn, cót hàng ngày luôn nè nha các bạn ơi. Cót hàng ngày như kim nguyên bảo nó còn nhiều hơn cót tân hữu nữa. Nhưng mà không sao. Đấy, đó, nó có cái hư rồi, chừng nào mà các bạn thấy mà nó mở được cái hư ở đây là chúng ta đi nhập code được rồi đó. Rồi, code thì chúng ta sẽ nhập ở trong game nha. Ok. Rồi, ủa nhập được không? Hay nó dư? Hình như nó bị dư cái khoảng cách này các bạn thấy không? Đó, mình bỏ khoảng cách đó đi. Rồi, đó, ok, lễ bao thành công. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ máy chủ mới. Ok, bỏ luôn. Rồi, lụm luôn. Đó, lễ bao thành công luôn. Rồi, ở đây nữa. Ok. Đó, Hiên Tử Kiếm. Đó. Rồi, chúng ta sẽ... Đây, hư nè, có hư rồi. Đây. Thức tỉnh nè, ok, cài cha nữa. Đây, ba lá hư. Đó, có bét, có tọ kỳ cân đậu vân nè ha. Bét Mỹ Hầu Dương. Đây, khung avatar kim nguyên bảo Aesir VIP. Nhưng mà từ từ, chơi theo cách của heo VKT là chúng ta đừng bao giờ cắn hết Aesir VIP nha các bạn. Nếu mà game cho luôn một lần nữa thì chúng ta hãy cắn, còn nếu mà cho kiểu vậy thì
đừng bao giờ nên cắn một lần nha. Đó, cái này mà cho được thêm level nữa là ngon nè. Đó, level ví dụ như 70-80 gì đó là hơn, nhưng mà thôi vậy được rồi. Đây, giờ chúng ta sẽ cắn A-Ship của đâu rồi bộ. Đó, ok, A-Ship VIP lên được VIP 3 này nha các bạn. Đó, VIP 3 thì bây giờ chúng ta sẽ nhận quà ở đây. Quà ở đây là chắc chắn là 100% là miễn phí rồi nè ha. Đó, nhưng mà không có bị mất luôn. Các bạn dù có lên được VIP 3 thì quà VIP 1, VIP 2 vẫn ăn được bình thường. Còn đây, đó, tại sao mà chúng ta kêu là ăn ít ít thôi? Thì đây, mỗi lần ăn là các bạn sẽ nhận được mà đó, từng móc nè ha. Ví dụ giờ lấy quà VIP 3, nhưng mà chúng ta đâu có ăn được quà VIP 1, VIP 2 đâu. Bởi vì nãy là các bạn cắn hết một lượt là nó lên tới VIP 8, là VIP 7 nè, VIP 6 nè, VIP 5 nè, 4 nè, 3 nè, đâu ăn được đâu. Đó, bây giờ thì chúng ta heo heo. Bây giờ chúng ta sẽ cắn từ từ thôi. Đó, đây là cũng là một cách để mà chơi kiếm chat cho anh em đấy trời. Đó, VIP 4. Trời ơi. Trời ơi, nhẹ nhàng liền ha. Vậy còn không chịu cho heo sinh một like nữa trời. Trời ơi. Đó, hướng dẫn chơi game từng ly từng tí luôn. Đó, lên VIP 5 liền. Ok bộ, đó mẹ nó rồi, đây. Phần quà cắn luôn nè hả. Đó, từ 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 từ. Đâu còn đó, từ từ chút hướng dẫn cho mua quà không đồng luôn. Đó. Kim Nguyên Bảo, đây VIP 6. Ok, giờ lên VIP 7 thì nó sẽ cần nhiều hơn. À, wow thiệt chứ. Đang đi nhận quà luôn bộ. Đây, VIP 5. Còn mấy cái quà kia thì theo móc thì nó hỏi các bạn có mua hay không, thì các bạn muốn mua thì mua ha. Rồi ở đây một viên, bây giờ là nâng lên 7 là nó cũng cần hơi bị nhiều nè, nhưng mà không sao đâu. Trời ơi, quạo nha, quạo nha. Ba mẹ mày, quạo đấy, không vui chút nào đâu. Ok, rồi để cho nó đánh ở đây đi. Đó, mày đánh cho đã mày đi. Bây giờ tại vì cái này là mình dùng ê ê ê bộ chuyện gì chứ. Trời ơi, mày đứng đây mày đánh đi, đừng có đi đâu cả. Thôi lên VIP 7 rồi, lên VIP 7 rồi. Trời ơi, lên VIP 7 rồi, lên VIP 7 rồi. Rồi xong rồi, xong rồi. Đây, đây bây giờ mình lên VIP 7 xong mình cắn cái đám này. Đó, dùng nhanh, đó, lên được VIP 8 liền. Ok. Đó, trời ơi, tiết kiệm cho các bạn được cả mớ luôn rồi chứ. Trời ơi, còn quà này là chắc chắn 100% là nó sẽ miễn phí rồi. Đó, lụm luôn, lụm luôn, lụm luôn. Ok không? Quá là ok luôn ha. Đó, nhận hết luôn. Đó, đang đồ đây, 15 viên, trời ơi. Ok, cắn luôn, nè, đây. Ờ mà chưa, phải đi nhập code thêm các bạn ạ. Đây, game sẽ có code hàng ngày ha, code ngày. Mà code này chỉ có giá trị trong vòng 24 tiếng thôi. Khi mà có code mới là nó sẽ gì đây? Thấy không? Hit code không có nè, hết hạn nè. Trời ơi, ok. Ủa, vậy là nó hết hạn rồi. Đậu xanh đó, code này mới nhiều nè, nhiều phần quà nè. Đúng rồi. Đó, thấy chưa? Code ngày 9, ok men ơi. Thì kéo xuống coi còn gì nữa không. Đó, có code ngày 9 là ngày 8 không có ăn được nha các bạn ơi. Đó, chú ý giúp heo ha. Admin bị nhớ úp nhầm. Ok. Rồi ở đây chúng ta sẽ ui, quà một đống rồi nè. Code ngày nè, đó. Mỗi ngày là 1.500 kim nguyên bảo thường, 3.000 kim nguyên bảo khóa. Đấy, nhận liền. Trời ơi, quà nè ha. Quà VIP, quà gì tà le hộp me, mua hết, nhận hết. Đây gì đây, quà bổ sung gì nè. Trời ơi. Thấy chưa, nhiều đến mức mà cái túi nó full luôn rồi các bạn ơi. Đó. Ok men ơi. Nhiều quá mà, nhiều quá mà. Ok. Trời ơi, 5.500. Rồi. Hoan nghênh, nhận hết. Ok luôn. Rồi bây giờ đây, thấy cái mua không đồng không? Đây 6.000 mấy mua. Đó, xong rồi chúng ta nhận lại. Đó. Đây mua 1.200 mấy nhưng mua. Đó, mua xong còn được nhận lại kim nguyên bảo nữa. Đó. Rồi bây giờ mua 1.800 này thì qua ngày hôm sau chúng ta sẽ nhận lại được ha. Đó. Giờ chúng ta còn 3.000 mấy nữa.
này dùng luôn. Ủa, chưa đủ cấp hay gì á. Vậy thì vô VIP, hồi nãy thấy trong phần quà VIP chúng ta có một cái skin. Đây, quà 8, quà 7 có cây vũ khí thần binh nhưng mà không thích. Thích cái áo cho nó đẹp được không? Ok, 1.900. Đó. Ừ, cái này thì heo chỉ mua heo sở thích thôi nha. Còn anh em mua gì thì mua nha. Ừ. Ở đây có cái cánh. Ở đây có viên đá. Thôi ta lấy cái cánh đi, cái cánh 1.200 lượm luôn. Rồi ơi, qua ngày là được thêm 1.500 kim nguyên bảo rồi. Không sao, không sao. Kệ nó đi, không sao, không sao. Đó, trời ơi. Ủa, bộ cánh kia đâu rồi? Đâu rồi, đây. Sử dụng, đó. Trời ơi, lên bộ đồ liền. Đó, ủa cái này, đó. Đây, bây giờ vô nè, nhân vật nè. Ủa, không thấy được nhân vật ta, vô đâu mới thấy ta. À, đây nè, đó. Ôi, trời ơi. Quá đẹp. Ôi, có thời trang gì nè, phải từ 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 gì đây. À, thời trang, à, cái khung chat hồi nãy. Ở trong này có rất là nhiều thời trang nè anh em. Rồi, đây, thời trang nè ha. Đó, mình coi áo thôi, kiếm thì chắc nó cũng vậy, chứ nó cũng không gì khác. Ủa, bộ này đẹp quá ta. Đẹp đấy, đẹp đấy. Đang đổi thời trang. Ok, bộ này xấu nha. Bộ này cũng xấu nè. Bộ này chắc cũng xấu nè. Bộ này cũng xấu luôn nè. Ôi, bộ này đẹp nè. Ừ, thường mà là kéo xuống dưới là nó sẽ có nhiều bộ đẹp hơn. Đây, để coi đang đổi. Lệ đi bộ. Đó, rất là nhiều ha. Rồi, anh em nào có chơi thì có thể tải về và tham khảo thêm ha. Link heo sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Và đừng quên server mới S26 sẽ open vào 11 giờ ngày 11 tháng 9 nha các bạn. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn.